All right, this is the original amp to the S550-2008, and it works. Put in a junkyard one, and it doesn't work. And this one's totally quiet. This one here, you can see an orange light glowing there. And then the fan is spinning. The other one is totally quiet. Yeah. And then you can see that when it comes on, you can see FM and stuff. Then you hear music, and then it cuts off. Okay. Cái này á chính, ghim vô á. Em bị sót trong đây rồi. Ghim cái củ vô á. Thì đây nó có đèn màu cam này, nó chớp rồi nha. Thấy màu cam không? Cái LED cái này. Dạ, yeah, hả? Rồi thấy cái nó quạt không? Có quay đó không? Coi coi, thấy cái quạt, thấy nó quay rồi đó. Quay rồi đó, đúng rồi. Ok. Bây giờ Bảo cầm cái máy quay phim nè. Dũng gắn cái kia vô, thầy nó thấy. Cho cái người mà bán cho mình cho thấy nó không làm việc á. Ồ, cầm lên nói đó. Cho Dũng coi cái giờ với ngày kìa. Con này. Mấy sao có cái giờ ngày Dũng quay phim rồi. All right. So today it's 3:11 p.m. and it's Monday the 7th. This is from my iPhone. The year Monday September 7th, year 2020 at 3:11. So now we're going to plug in the junkyard one. Gắn lời cũ là chi? Để cùng cho nó biết là bị hư rồi. Yeah. Thường thường đó, Dũng quay phim cho người ta thấy, người ta hiểu và trước mặt người ta thấy được á. Để không có... Không cầm lên gì. Yeah. Không cảm ức, không có... Ở trong đầu đó, nó thấy rõ ràng luôn. Khi bằng có bằng chứng. Có bằng chứng thì dễ nói chuyện. Như vậy cái cục đó nó lỏng cái liền trong trọng rồi Dũng ơi. Qua hồi nó có liền, qua hồi nó không có liền, nó bị lỏng. Yeah. Lỏng thì có thể mà cái... Có thể bị sửa được cái lỏng. Cái power supply nó... Power supply nó bị lỏng trong trọng. Nó chạy, nó đang nóng rồi, nó làm việc rồi. So this one, fan's not spinning, no red light, let's turn on the power. Cái này nó cũng giống anh nói, nó bị cái gì nó bị sót trong trọng á. Bao hồi nó vô, bao hồi nó không vô. Còn này là không có gì lên đi luôn. Đèn lúc quay gì luôn. Ví dụ cái đèn này là không quay. Này cái xe nó gỡ ra rồi, cái củ xì. Nothing working. Just gonna take our CDs back out. So I'll go to the We'll go to the FM, and FM is blank. All right, thanks for watching. The new app's not gonna work. Again, one more time. No LED flashing, and no fan spinning. And you just saw that the one that we broke, or is broken, it works, just for a few seconds.